chào mừng bạn đến với kênh Khoa Review. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Chú ý xem nhé, cô gái không mặc quần lót với đôi chân dài 2 mét. Đến phục vụ chàng trai. Bỗng nhiên anh bị ông chủ tát cái làm tỉnh cả ngủ. Chu công, thằng nhà quê này mày đang làm gì vậy hả? Tôi vừa làm xong mới nghỉ ngơi được chút. Tôi xin lỗi, còn lười biếng nữa thì cút đi cho tao. Ông mày không ăn cái này mũ bảo hiểm đâu. Lỗi phạm quy định phạt 100 tệ. Trời nóng quá tôi bỏ xuống cho mát. Bây giờ tôi đội lên ngay. Tôi đội rồi anh nhìn đi. Biết ngay là ăn bớt tiền mồ hôi xương máu của tôi mà. Dương Tử cẩn thận. Khương Văn Dương, ngươi là người kế vị kinh thánh bàn tay vàng. Ta đã chọn người rồi. Tĩnh mạch của ngươi, ngươi cần phải có một cái tâm lương thiện. Cứu nhân độ thế, Dương Tử anh tỉnh lại đi. Phạm quy định rồi công trường sẽ không đền tiền đâu. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Thạch đầu cơm mang đến rồi anh mau đi lấy cơm đi. Anh dọa chết tôi rồi. Tôi còn tưởng anh chết rồi cơ. Không chết thì mau chóng đứng dậy. Không xem nữa làm việc đi. Anh vừa bị viên gạch từ trên rớt xuống rơi vào đầu. Đầu của anh có thể bị chấn thương. Tôi đưa anh đi bệnh viện. Tôi không đi đâu lại mất tiền oan. Tôi chỉ bị bong chút da đầu thôi. Chiếc xe này chắc phải vài triệu tệ đấy. Vài triệu tệ chồng lên thì cao như thế nào nhỉ? Anh qua đây tôi sao đúng chính là anh Dương Tử. Cô ấy là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Cường Thịnh. Đấy không ngờ rằng đại tiểu thư nhà giàu này, chai xôi thịt ăn quen rồi. Không ngờ lại muốn thử ăn loại quê mùa như anh. Đừng nói bậy, Dương không được tới gần cô tìm tôi có việc gì. Gọi Trương Tổng đến đây cho tôi. Nói là có Trần Sở Lan đến tìm. Tôi chỉ là người làm thuê. Làm sao mà quen biết Trương Tổng được. Trương Khởi Thịnh, tôi biết tôi dẫn anh đi đi thôi. Dương Tử. Anh ta là Trương Khởi Thịnh. Chắc là con rể của tập đoàn Cường Thịnh. Là bạn trai của cô gái xinh đẹp lúc nãy là anh ta sao? Mấy hôm trước tôi gặp anh ta đứng ở trước nhà Hàn. Ôm cô gái khác. Cầm lấy tôi đi trước. Thạch đầu anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Chúng ta nghèo thì nghèo thật. Nhưng không được làm chuyện phạm pháp. Cầm lấy đi may mà anh nói với tôi chuyện đó. Tôi đã nói chuyện này cho Trần đại tiểu thư biết. Thế là 10.000 tệ vào tay tôi một cách nhẹ nhàng. Không phải chứ anh hiểu cái gì chứ? Anh nói cho tôi thông tin, đó chính là chứng cử ngoại tình của tên họ Trương đó. Tối nay anh dẫn chủ đi đến một nơi để xóa nhé. Công anh đến đây làm gì? Chu công anh đến đây làm gì? Dám làm chuyện mở ám sau lưng, định ăn mày sao? Mau nôn hết ra cho tao. Thằng chết tiệt mày còn dám đánh trả, lên cho tao. Còn thừa nhiều như vậy sao? Kẻ nghèo hèn thì vẫn nghèo hèn thôi. Có tiền cũng không nỡ tiêu nữa. Hèn hạ. Ông đây liều với mày. Còn dám chửi tao sao? Mày không muốn sống nữa rồi. Tao giết chết mày. Đây là những gì mày phải chịu khi dám chửi tao. Đi. Dương Tử, anh đừng dọa tôi. Chúng ta không còn đồng nào nữa. Không đi bệnh viện được đâu. Xong rồi một ngày bị đập đầu hai lần, chắc chắn là bị điên rồi. Tôi không sao thạch đầu. Chu công đáng chết thù này tất báo. Dương Tử sao anh trở nên mạnh vậy? Thạch đầu, nếu như tôi nói với anh, tôi vừa nãy sau khi bị đánh vào đầu, đã được đả thông kinh mạch và còn học được kim kinh gì đó, thì anh có tin không? Có phải anh xem phim của Châu Tinh Trì nhiều quá rồi không? Tôi biết ngay là anh không tin mà. Thôi đi, nói với anh cũng chẳng có tác dụng gì. Muộn rồi tìm chỗ nào ngủ trước. Chúng ta hết tiền rồi giờ ở đâu được chứ? Thạch đầu ở dưới giày của anh giấu 200 tệ. Tưởng là tôi không biết sao? Ở đâu ra một tên công nhân quèn này vậy? Sao nào, định chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân sao? Xin lỗi nhé, chúng tôi nhầm. Mau cút đi, đừng để ông mày xử lý cả chúng mày. Bây giờ không ai có thể cứu được chị nữa rồi. Chuyện lớn như vậy, mấy anh em chúng tôi cùng lắm cũng vào đó ngồi vài ngày. Hoàng Tiểu Hồ, rõ ràng là mấy người các người cho cô ấy uống thuốc kích dục. Bây giờ cô ấy sắp không xong rồi. Anh lại muốn đổ lên đầu của tôi. Vô sỉ. Vô sỉ sao? Cửa hàng nát đó của cô không có camera. Ông đây nói cô là một tú bà bán cô ta cho tôi. Thì sao đến nông nỗi này? Tránh ra tôi phải cứu cô ấy. Tên khốn kia mày đừng có làm ra vẻ. Đánh gãy chân nó rồi ném hắn ra ngoài. Yeah.
là ai đang làm ầm ở địa bàn của tôi. Dừng tay lại cho tôi. Đội trưởng Tô, có một bà trùm gái điếm cho một cô gái uống thuốc. Chính là cô ta. Đồ biến thái. Trước mặt bao nhiêu người còn muốn quấy rối một người đã chết hay sao? Tôi phải bắt anh lại. Cô là đại đội trưởng Tô của công ty bảo an sao? Tùy ý bắt người tôi không truy cứu. Cô đừng làm lỡ chuyện cứu người của tôi. Bớt giả thần giả quỷ lại. Tôi chỉ cần 3 phút. Nếu sau 3 phút tôi không cứu được cô ấy, thì cô bắt tôi chưa muộn. Đội trưởng Tô, bọn họ là người tốt có lòng giúp đỡ. Họ nhìn thấy tôi bị Hoàng Tiểu Hồ ức hiếp đã lao ra giúp tôi. Thật thà chút đi. Linh Nhi, cô tỉnh rồi. Nhìn đi, người sống rồi. Cô gái, có phải người này cho cô uống thứ gì đó cô mới hôn mê đúng không? Không phải anh ta, là hắn ta. Tôi đã uống nước của hắn đưa nên tôi mới bị hôn mê. Sao nào đội trưởng Tô, cô trách nhầm người tốt rồi. Tôi thấy khó hiểu. Anh cái gì chứ? Tôi thấy kinh nguyệt của cô không đều nên ít nóng giận thôi. Anh nói linh tinh cái gì vậy? Xem đây. Bỏ tôi ra, đừng động đậy. Cô Tô, tôi đã xem qua mạch tượng của cô rồi. Bệnh của cô nên chữa sớm đi, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc sinh con sau này. Anh bớt nói nhảm đi. Các anh em đưa họ đi, chúng ta đi thôi. Cô ấy là thiên kim của công ty bảo an Tô Thị đấy. Đất xây dựng của tập đoàn Cường Thịnh đều là do cô ta sắp xếp đấy. Vậy phải làm sao giờ? Chạy thôi. Nè, anh cứu mạng tôi vẫn chưa báo đáp anh. Đúng vậy, hai người ở lại. Hôm nay tôi là chủ. Chi phí tối nay của các anh tôi sẽ trả. Cảm ơn cô tối nay đã cho chúng tôi ở căn phòng tốt như vậy. Anh cứ yên tâm ở đây đi. Tôi ở phòng kế bên. Có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi. Trời ơi, có thể có chuyện gì được chứ? Muộn như vậy rồi. Không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện nghỉ ngơi của cô. Cô Lan, cô nghỉ ngơi sớm đi. Sở Linh Nhi. Anh Văn Dương à, tôi ngủ một mình sợ lắm. Tôi muốn ngủ cùng anh. Không được đâu. Muộn vậy rồi. Một người đàn ông và một cô gái ngủ cùng nhau không hợp lẽ cho lắm. Tôi không đi đấy. Anh đừng tưởng tôi không biết cô ấy muốn cướp anh. Cướp tôi làm gì chứ? Tôi không cần biết. Nhất định tối nay tôi phải ngủ cùng anh. Nếu anh chạy tôi sẽ hét lên anh sàm sỡ tôi. Tính mạng nhỏ của tôi hôm nay suýt chút là mất rồi. Tôi thực sự rất sợ. Dương Tử, hai người rốt cuộc là sao? Không có gì, chỉ là tối qua tôi với anh Văn Dương ngủ chung với nhau thôi. Thạch Đầu, anh đừng hiểu nhầm. Tôi và Linh Nhi thực sự không có gì. Tôi biết rồi. Mau lên xe đi. Cẩn thận. Anh Văn Dương, anh giúp tôi gánh chuyện này nhé. Lại là hai tên công nhân quèn các người. Lái chiếc xe đắt đỏ như vậy chẳng nhẽ là trộm về hay sao? Cô đừng có ngậm máu phun người. Anh cùng với tôi đi đến đồn cảnh sát. Ăn trộm mà còn ngạo mạn. Không phải. Đồ biến thái, tôi giết anh. Tôi nói rồi, bảo cô ít tức giận thôi, cô không tin. Bây giờ có chuyện rồi thấy chưa? Kéo áo của cô lên. Tên khốn nhà anh còn dám sàm sỡ tôi. Đến giờ nào rồi còn cứng miệng. Trời đất, hai người họ làm gì trong xe vậy? Không ngờ là anh còn biết chữa bệnh của phụ nữ nữa. Nhưng mà xe này các anh vẫn phải bồi thường. Chiếc xe này là tôi tặng cho anh Văn Dương. Tôi đền cho. Để đòi tiền mồ hôi công sức của chúng tôi. Hai ngày trước Dương Tử còn bị tên khốn Chu Công đánh vào đầu. Tôi không biết nói sao giờ. Mong cô bỏ qua nhé. Tập đoàn Cường Thị nợ tiền công nhân còn đánh người nữa sao? Có chuyện này thật sao? Chuyện này không biết cô sẽ làm gì. Trả chúng tôi tiền lương. Con lợn béo đáng chết kia. Ai chửi lão tử đấy? Bà nội nó muốn tạo phản. Chính là tôi chửi ông đấy. Tôi tưởng rằng là ai. Hóa ra là hai tên bụi đời các cậu. Chu Công,
Tôi nghe nói tiền lương của hai người này không được trả. Có chuyện này hay không? Tôi tưởng là ai, hóa ra lại là đội trưởng Tô Đại. Tối qua hai người bọn họ vừa mới bị sa thải. Đây là vẫn chưa kịp trả. Bây giờ tôi sẽ thanh toán. Vẫn là đội trưởng Tô Đại lời nói có chữ tín. Hai người các cậu ăn bơ làm biếng đến muộn hơn 50 lần. Khấu trừ tiền phạt với tiền ăn uống. Tiền còn lại từng đây. Hai người bọn họ mỗi ngày làm 18 tiếng đồng hồ. Mới đưa cho chút tiền như vậy. Ông phát lương cho người ăn xin sao? Đội trưởng Tô Đại, có người ở công trường gây chuyện. Đồ khốn nạn, tôi thấy người gây chuyện là ông mới đúng. Dẫn ông ta đi cho tôi. Đội trưởng Tô ở đây có chuyện gì vậy? Cao Tổng, ở đây có công nhân bị quỵt tiền lương. Có phải anh nên quan tâm chút không? Lái xe sang đi đòi lương. Cô chắc rằng bọn họ là công nhân. Chiếc xe đó là của tôi. Không ngờ rằng tập đoàn Cường Thịnh lại keo kiệt như vậy. Còn quỵt tiền lương của công nhân với tập đoàn sở thị chúng tôi. Thật so không thể so nổi. Tiểu thư Chân là tôi. Hôm qua tôi gặp cô ở công trường. Quản đốc Chu nợ tiền lương của mọi người. Đây hoàn toàn là hành vi cá nhân của ông ấy. Chuyện này không có liên quan đến tập đoàn Cường Thịnh chúng tôi. Cao Tổng, đưa đi. Vậy tiền lương của chúng tôi đâu? Không thiếu một đồng đâu. Tập đoàn Cường Thịnh các anh không có bất kỳ trách nhiệm nào sao? Chuyện này chúng tôi không biết gì. Tôi nói quý công ty của các người tiền người như thế nào vậy? Mời một người quản đốc không có tâm như vậy. Đúng vậy, đúng vậy. Trả chúng tôi tiền mồ hôi xương máu đi. Các anh công nhân tạm thời bình tĩnh một chút. Chuyện quản đốc Chu nợ tiền lương, tôi thề rằng tập đoàn Cường Thịnh chúng tôi nhất định sẽ bù lại. Mọi người giải tán trước đi. Đừng tụ tập ở đây nữa. Dương Tử, bây giờ trên người chúng ta đã có rất nhiều tiền, lại đồng hành với người phụ nữ xinh đẹp. Chúng ta đây là đang ở đỉnh cao của cuộc đời. Tỉnh lại đi, tiền sắp đến rồi. Anh Văn Dương, hay là em nuôi anh nhé. Như vậy anh không phải vì tiền mà phiền não nữa. Vậy sao được, người đàn ông phải sống bằng sức mình. Hay là anh mở bệnh viện, kiếm tiền nuôi em. Vậy khám cho em đi, em khỏe như vậy có bệnh gì chứ. Cô gái này là ai vậy? Tại sao anh Văn Dương lại hồi hộp vậy? Biệt danh cô ấy là Tiểu Hoa. Tên thật là Lâm Chữ Hoa. Là thanh mai trúc mã của anh Văn Dương. Cái gì? Dương Tử từ nhỏ đã yêu thầm cô ấy rồi. Chỉ có điều là nhà nghèo, cho nên không đủ dũng cảm tỏ tình. Không được, em phải đi xem. Dương Tử, Tiểu Hoa, thật trùng hợp gặp em ở đây. Số 3 Lâm Chữ Hoa chuẩn bị phẫu thuật. Bác sĩ, cô ấy bị sao vậy? Bạn gái cậu mang thai 3 tháng rồi. Đương nhiên là phá thai rồi. Mau vào đi. Tiểu Hoa, em có con rồi. Vậy bố của đứa trẻ đâu? Xin lỗi anh, em còn có một chút chuyện. Em đi trước đây, Tiểu Hoa. Dương Tử, chúng ta không phải là người cùng một thế giới nữa rồi. Hóa ra là ở đây làm chuyện đổi bại. Không phải, anh nghe em giải thích. Anh ấy là hàng xóm cũ của em, sau đó vừa mới gặp lại. Cho nên là cắm sừng lão tử. Dừng tay, cô ấy đang mang thai đứa con của anh. Tiểu Tử, người tôi đánh là người phụ nữ của tôi. Anh căng thẳng cái gì chứ? Dám động vào một móng tay của cô ấy. Bỏ tôi ra, có tin lão tử xử lý anh không? Tên cha nam này có gì tốt đẹp? Vốn dĩ anh ta không xứng với em. Anh ấy là bạn trai của em. Anh ấy đối với em như nào? Liên quan gì đến anh chứ? Lão tử có tiền, cô ấy sẽ theo lão tử. Chứ không phải tên nghèo hèn như anh. Chắc ra các người chỉ là một nhà giàu mới nổi, lại có thể dám ở trước mặt Sở ra chúng tôi nói tiếng chó. Đại tiểu thư Sở, cô quen biết tên công nhân thối tha này à? Vẫn đang sủa tiếng chó. Anh Văn Dương, bây giờ em sẽ gọi điện thoại cho gia chủ Trác gia, cho anh ta lập tức tan nát nhà cửa. Đều tại người phụ nữ thối tha nhà cô. Xem chúng ta dọa chết bọn họ. Em thật sự quen biết gia chủ Trác gia. Trác gia, thay dép cho em còn không xứng. Anh Văn Dương, đừng nghĩ nhiều nữa. Như này đi, em tặng anh một căn biệt thự to. Một tên công nhân nhỏ bé ở biệt thự to như vậy làm gì? Sở ra chúng em đều là có ân phải trả. Vậy bây giờ anh đi thu dọn đồ. Chị Lan, em sắp chuyển đi rồi. Nghe nói ở đây có một thần y có bàn tay vàng. Không phải là anh đấy chứ? Chúng tôi đợi anh lâu lắm rồi. Chỉ đợi anh về khám bệnh. Chúng tôi là được Tô Tiết giới thiệu đến. Thời gian này có thể mở phòng khám được rồi. Được, vậy lần lượt từng người đến khám bệnh nhé. Còn ai nữa? Là tôi. Chị Lan, có chuyện gì vậy? Chị Lan,
Khám bệnh chú trọng tứ chẩn. Tôi chỉ là khám bệnh, không có ý gì khác. Chị Lan, khí sắc của chị rất tốt, sức khỏe không có gì lo ngại, chỉ là mặt hơi hốc hác, nhất định là trải qua áp lực căng thẳng, vui vẻ một chút là ổn rồi. Văn Dương, tôi sống có nhiều thất bại quá. Chị Lan, chị đây là... Quán trọ này là tài sản của bố mẹ tôi để lại, nhưng bây giờ căn bản không có ai đến, sắp không chịu được nữa rồi. Chị Lan, chị bằng lòng nói với tôi những điều này cho thấy chị hoàn toàn tin tưởng tôi. Tôi nhất định sẽ giúp chị. Là tên không biết điều nào dám ức hiếp em trai tôi. Anh, chúng ta đến không đúng lúc rồi. Người ta đang làm chuyện chính sự. Hoàng Tiểu Hổ, ở đây không hoan nghênh anh. Lần trước là tôi gặp xui xẻo. Hôm nay anh Long của tôi đến rồi. Các người đừng có ai muốn chạy. Tiểu Hổ, không phải anh nói với em, em để một tên hèn nhát như vậy đánh sao? Sau này mặt mũi của anh biết giấu đi đâu đây? Ăn nói đàng hoàng một chút. Hôm nay các người đến đây rốt cuộc muốn làm gì tôi? Muốn xử mày đó. Lên hết cho tôi. Còn không mau cút, không giải quyết nữa, nhanh chóng rút lui. Để chị sợ hãi rồi, ở đây không được an toàn nữa. Theo tôi về biệt thự, tôi dẫn chị đi trốn. Cậu ở ngoài cũng phải cẩn thận bọn họ báo thù. Yên tâm đi, bọn họ không đấu lại tôi đâu. Tôi đi đến bệnh viện đã. Cho hỏi Lâm Chữ Hoa nằm ở phòng bệnh nào vậy? Vâng, cảm ơn. Bà ơi, bà không sao chứ ạ? Chàng trai à, xin lỗi nhé. Mắt tôi không nhìn thấy được. Mắt của bà bị sao vậy? Rất nhiều năm về trước đột nhiên không nhìn thấy được nữa. Ở bệnh viện xét nghiệm rất nhiều. Bác sĩ cũng không nói được ra là bệnh gì. Bà à, hay để cháu thử xem. Cháu biết một chút kỹ thuật khai thông kinh lạc. Vậy được, cậu khám cho tôi chút. Nào, bà từ từ ngồi. Bà mở mắt ra xem. Tôi có thể nhìn thấy cậu rồi. Cảm ơn cậu nhé. Nên làm thôi bà. Vậy bây giờ cháu đi gọi bác sĩ kiểm tra cho bà nhé. Đợi một chút. Sao lại là anh? Oan gia ngõ hẹp. Hôm nay bắt buộc phải xử lý anh. Lên cho tôi. Tôi liều mạng với anh. Bà nội, sao bà không ở trong phòng bệnh? Mắt của bà. Đồ danh con hai đứa chúng mày, lại dám vô lễ với ân nhân. Ân nhân, bà nội ân nhân ở đâu? Mắt của bà chính là do chàng trai này chữa khỏi. Cảm ơn người anh em nhé, chữa bệnh cho bà chúng tôi. Đại ân của anh chúng tôi sẽ ghi nhớ trong tim. Sau này có điều gì dặn dò, tôi sẽ nghe anh sai phái. Hai đứa tiểu tử của tôi từ nhỏ đã không còn bố mẹ, cả ngày đều ở bên ngoài lêu lổng học những thứ xấu. Tôi giao chúng nó cho cậu. Cậu dạy dỗ hai đứa chúng nó, bảo chúng nó làm việc cho cậu, cũng chính là trả tiền chữa bệnh cho cậu. Bà đừng nói như vậy, điều cháu nên làm thôi. Không được chàng trai, cậu phải thu nhận chúng nó, bảo chúng nó giúp cậu làm việc. Cầu xin người anh em, sau này anh em chúng tôi nhất định vì cậu mà làm trâu làm ngựa. Chị Lan lúc trước đắc tội với chị nhiều. Anh Văn Dương, như này là có chuyện gì vậy? Có phải là bọn họ lại ức hiếp cậu? Mau mau xin lỗi cô Sở đi. Hoàng Tiểu Hổ, tôi đắc tội với cô. Xin cô tha thứ cho tôi, tha thứ cho tôi. Không còn sớm nữa, các anh mau quay về nghỉ ngơi đi. Anh Văn Dương, đã thu dọn đồ đạc xong chưa? Đúng rồi, chị Lan, chúng tôi đã đòi lại được tiền lương, lại có cả biệt thự lớn. Nhất định phải ăn mừng. Anh Văn Dương mau đi theo em mua cho anh biệt thự lớn. Nhìn đẹp lắm, tôi đi sửa chữa ở đấy thật sự là rất đẹp. Linh Nhi, biệt thự này không ít tiền đâu nhỉ? Đây chính là báo đáp ân cứu mạng của anh. Lẽ nào mạng của bổn tiểu thư đây không đáng giá 3 tỷ sao? Dương Tử, anh có tiền đồ rồi. Vậy mọi người nghỉ ngơi một chút, tôi đi nấu cơm. Tôi cũng đi. Hai người này anh chọn ai vậy? Đừng làm loạn. Lâu rồi không được ăn bữa cơm ngon như này. Đúng vậy, chị Lan nấu cơm thơm quá. Nếu như ai lấy được chị Lan, ở đây cũng có công lao của bổn tiểu thư em đấy. Cảm ơn Linh Nhi. Ây, to tròn quá.
Phan Dương. Cởi quần áo ra đi, chị Lan, như vậy không hay lắm, ban ngày ban mặt. Cậu đang nghĩ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn giúp cậu giặt quần áo thôi mà. Hai người đang làm gì vậy? Linh Nhi, anh với chị Lan, không phải như em nghĩ đâu. Tôi còn đang nghĩ mới sáng sớm, mà anh Văn Dương đã đi đâu rồi? Hóa ra là hai người lén lút ở đây. Không phải, em hiểu lầm rồi. Không cần phải giải thích đâu. Tôi nhường chỗ này cho hai người tôi đi. Cái gì? Bên cạnh đại tiểu thư nhà họ Sở, còn có thêm một tên công nhân quèn sao? Chính là hắn. Chính hắn đã để người nhà họ Trúc đuổi tôi đi. Hãy đi hủy hoại Sở Linh Nhi cho tao, đảm bảo mày sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Giang Văn Dương, sao anh lại có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Anh là đồ lừa đảo, đồ khốn. Con mẹ nó chán sống rồi à? Đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Sở sao? Đúng là đâm đầu vào địa ngục mà, là do cô tự chui vào đây đó nha. Chào người đẹp. Một mình ngồi đây uống rượu à? Không liên quan đến anh không có ý xấu gì đâu, chỉ là thấy em ngồi một mình cô đơn thôi. Nào uống với anh một ly. Tỉnh rồi à? Khoảnh khắc khó quên này. Sao em có thể bỏ lỡ chứ? Đúng không nào? À, anh là ai? Không nhớ tôi là ai à? Chính vì bởi mày, mà hắn ta đã hại ông đây trở thành một thằng nghèo kiết xác. Ông đây hôm nay sẽ xử mày. Anh đừng có qua đây, cứu tôi với, anh đừng, gào đi. Gào to lên, gào càng to. Ông đây càng thích, anh đừng có qua đây. Lại là mày, sao mày lại vào được đây? Anh Văn Dương cứu em với. Dám động vào người của tao, tao sẽ đánh cho mày tàn phế. Đừng đánh nữa, sau này tôi không dám vậy nữa đâu. Lại mày cũng chỉ dám bắt nạt những người con gái yếu đuối. Anh Văn Dương. Trác Hạo Ngôn cái tên rác rưởi này, Tiểu Hoa đi theo hắn, chắc chắc cuộc sống sẽ rất thảm. Không được. Mình phải đi xem cô ấy thế nào. Nhìn bên kia có anh đẹp trai kìa, học khoa nào vậy nhỉ? Chỉ nhìn bộ quần áo trên người anh ấy, một bộ cũng phải 5 đến 6 vạn. Đừng có tranh của tôi nhìn thấy anh ấy trước, nhưng mà anh ấy chưa chắc đã thích cậu. Anh đẹp trai đứng đây một mình à? Xin lỗi, tôi đang chờ bạn tôi, đứng đây đợi một mình cũng chán, chi bằng đi uống với tụi em ly cà phê, làm quen một chút. Xin lỗi, tôi không có thời gian, giả vờ giả vì cái gì chứ? Có tiền thì giỏi lắm à, tôi cũng chỉ là một người nông dân, lấy đâu ra tiền chứ? Nông dân, ây da, anh đứng ở cổng trường, không phải là để tán gái à, giả vờ thanh cao cái gì chứ? Đúng vậy, bộ quần áo anh thuê để mặc trên người, cũng không che được cái mùi nghèo khổ của anh. Vừa nãy cô nói cái gì về anh Dương nhà chúng tôi? Nói lại lần nữa tôi nghe. Chạy đi đâu? Được rồi, ở đây là trường học, giữ chút thể diện đi. Vâng thưa anh Dương. Sao sắc mặt của cô ấy nhợt nhạt vậy? Lẽ nào? Cẩn thận. Tiểu Hoa, không sao chứ? Thiếu máu thiếu khi. Lẽ nào đứa bé em đã bỏ rồi? Sao lại là anh buông ra, tôi không sao? Là ai đã ném bóng? Bước ra đây. Gào cái gì mà gào, anh có ý thức không vậy? Dương Tử, đừng làm lớn chuyện, chúng ta đi thôi. Nghe thấy gì chưa, cô ấy đã nói là không sao rồi. Một tên lưu manh như mày, căng thẳng cái gì chứ? Đừng có quản chuyện bạo động, nếu cậu còn không chịu xin lỗi, hậu quả cậu gánh không nổi đâu. Xin lỗi sao, để tao xem đây là ai. Đây chẳng phải là Lâm Nhữ Hoa à? Cô đội cái mũ này, tôi còn không nhận ra. Bạn học của em à? Vâng. Có phải là đang ngoại tình không? Đúng là con đàn bà hư hỏng, hủy hoại cái nhan sắc này, xem cô lấy gì để bán, không biết giữ lại chút liêm sỉ à, từ lâu tao đã biết, mày đang ngoại tình rồi, là hắn ta chứ gì, mày chính là con chó dưới chân, của Hạo Ngôn đúng không, xem hôm nay tao có đánh gãy cái răng chó của mày không. Đừng Dương Tử, tôi bị hiểu nhầm, vẫn chưa đủ à, đi thôi, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, ha ha mày còn muốn ra mặt à,
Người ta không chấp nhận kia, thất bại rồi kia, mày cũng chỉ là cái thằng đi làm thêm nghèo nàn. Ây dô thằng nào đấy, là ông nội mày đây, cái loại có mặt không biết nhìn nhà mày, đánh nó cho tao. Anh Dương, tên khốn này xử lý thế nào đây? Đừng đánh nữa, cứu tôi với. Các ông nội ơi, để lại cho tôi cái mạng nhỏ này đi. Dương Tử, hay là dừng lại đi. Nếu cứ như này, Hạo Ngôn sẽ đánh tôi đó. Anh ta sẽ trả thù anh đó. Trả thù, tối hôm qua, hắn lên bờ xuống ruộng. Để anh xem, hắn trả thù kiểu gì? Cái gì? Cái tên biến thái đó, chắc chắn sẽ đánh chết em mất. Tiểu Long, Tiểu Hổ, nhanh chóng đến bệnh viện. Hừ. Alo, anh Hạo Ngôn. Tiểu Hoa, chỉ trách anh trước đây vô dụng, không bảo vệ được em. Tôi sai rồi. Đừng đánh tôi. Tiểu Hoa, anh là Dương Tử mà. Đừng sợ. Dương Tử. Anh đi đi, em không xứng đáng, để anh đối với em tốt như vậy. Chúng ta từ nhỏ đã là bạn bè, chăm sóc em là điều nên làm mà. Em đừng nói như vậy, là do em tự làm tự chịu. Anh đi đi, em mệt rồi. Đây chính là con cá mà em mua 8 triệu đây à? Chị Lan không có ở đây, nên em nấu cho anh đó. Anh ăn thử đi. Anh thấy sao? Ngon lắm. Vậy anh ăn nhiều vào. Mày là ai? Mày muốn làm gì? Văn Dương. Chẳng phải mày giỏi lắm sao? Cho mày 20 phút. Tìm tới chỗ tao, mày mà dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ bẻ gãy hết xương của mày. Anh Văn Dương, rốt cuộc là ai? Đã bắt cóc chị Tiểu Hoa vậy? Dương Tử. Tiểu Hoa. Xin lỗi, là em đã liên lụy tới anh. Tiểu Hoa, anh nhất định sẽ cứu được em. Diễn hay lắm, bộ phim trai tài gái sắc. Buông cô ấy ra, muốn chém muốn giết thì nhằm vào tao này. Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à, không tự nhìn lại xem. Hoàn cảnh hiện tại của mày, mày dám xem tao có giết mày không? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Gân tay gân chân của mày bị tao cắt đứt hết rồi. Mày bây giờ chỉ là một tên phế vật. Mày còn muốn cứu ai chứ? Rốt cuộc mày là ai? Ha ha. Chắc Hạo Ngôn, mày to gan thật đấy. Sớm biết vậy, hồi đó tao đã không giữ cái mạng chó của mày. Mày chửi càng to, cô ta bị phạt càng nặng. Thả cô ấy ra, muốn gì thì nhằm vào tao. Đau lòng à, á. Mẹ kiếp con đĩ này, dám cắn ông đây. Tiểu Hoa. Buông tao ra, dừng tay lại cho tao. Dương Tử, sao có thể, sao mày có thể đứng dậy? Người đâu, mau tới đây. Ông nội, ông là ông nội của con, tha cho con đi, ông tha cho con lần này đi, sao con không dám như vậy nữa? Tao đã từng nói, tao phải bẻ gãy hết xương của mày.
tên phế vật Trác Hạo Ngôn, kêu nó đi làm hại Sở Linh Nhi, đã không làm được thì thôi, lại còn đi bắt cóc người khác, anh báo. Muốn thắng không, hợp tác với tôi. Đến lúc đó, nhà họ Sở sẽ thuộc về tôi, còn nhà họ Trân, chính là của anh. Ha ha. Tránh ra, có tin tôi bảo với bố tôi, đuổi hết mấy người đi không? Cười chết tôi mất, rốt cuộc ai cho các anh tới đây vậy, nói cầm hết rồi à? Tiểu thư, đừng có làm khó chúng tôi nữa. Chủ tịch đã dặn dò chúng tôi rồi, là nhất định phải đưa cô về. Tôi không về, nếu mấy người cứ ép tôi sẽ cắn lưỡi tự tử. Linh Nhi, em nghịch đủ chưa? Anh, sao anh lại tới đây? Anh vừa về đã nghe mọi người nói, em bỏ nhà ra đi, nghe lời về với anh, đừng có nghịch ngợm nữa. Đừng có động vào tôi, cứu tôi với, đừng động vào tôi, dừng tay. Anh Văn Dương cứu em với. Còn ai nữa không? Một đám phế vật tránh ra cho tao. Mày, tiếp cận Linh Nhi nhà tao, là có ý đồ gì? Tao cảnh cáo mày, tránh xa em ấy ra. Lại có tên tạp trùng từ đâu tới? Linh Nhi không phải người mà mày muốn đưa đi. Là đưa đi, mày muốn chết à? Ấy, anh Văn Dương. Anh của em, anh ấy không biết võ công. Anh của em. Vậy em không nói với anh sớm, vậy mà anh không nhận ra, suýt nữa thì tự đánh người nhà mình. Ai là người nhà với cậu? N à, cái biệt thự này, cậu lừa Linh Nhi, để có được nó đúng không? Muốn sống dựa vào em gái tôi à? Tôi nói cho cậu biết. Cậu tự nhìn lại bản thân mình đi, xem cậu có tư cách đó không? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cậu hãy ngoan ngoãn, nằm dưới đáy giếng cho tôi. Hừ, đủ rồi, đừng nói nữa. Nếu không nhờ có anh Văn Dương, em đã bị hại chết mấy lần rồi. Còn cái biệt thự này, là em tự nguyện mua cho anh ấy. Lẽ nào, không nên đền đáp lại sao? Được. Được, anh đồng ý với em, không làm khó cậu ta nữa, nhưng em phải về nhà với anh. Chỗ này là 500 vạn, cậu cầm lấy nó, biến cho khuất mắt tôi, nhà họ Sở của chúng tôi, không phải là nơi mà cái tên nghèo nàn như cậu, muốn bám vào là bám được đâu. Tôi cứu Linh Nhi là vì tôi thấy chết nên cứu, đừng lấy mấy đồng rách, để làm nhục tôi. Dương Tử, đây gọi là làm việc tốt gặp điều tốt. Thạch Đầu, càng không tôn trọng chúng ta, đến em gái còn ghét anh không hề quan tâm Linh Nhi chút nào, nhưng mà Linh Nhi một mình ở bên ngoài, đúng là sẽ có chút nguy hiểm, đi theo tôi cũng chẳng có tương lai, người anh có thể đưa đi, còn tiền thì tôi không cần, nhưng anh phải đảm bảo, có thể chăm sóc Linh Nhi thật tốt, em gái của tôi, không cần anh phải lo lắng, đi thôi. Sở thiếu gia, về cẩn thận, Sở tiểu thư cũng về cẩn thận nhé. 500 vạn đó. Linh Nhi đi theo tôi chỉ có thể chịu khổ. Dương Tử, 500 vạn đó, anh làm cái gì vậy? Anh không cần tiền à, chúng ta nghèo nhưng không hèn. Tiểu Hoa vẫn đang ở bệnh viện đúng không? Cậu đi giúp tôi trông chừng cô ấy. Được thôi, tôi cũng đâu thể đi tay không chứ. Đưa đây đi. Cái gì? Tiền của chúng ta, không phải để hết chỗ anh à? Trên người tôi, 50 đồng còn không có. Này, cậu gãi đầu như vậy, là có ý gì, tiền công của chúng ta đâu? Tiểu Hoa đang nằm viện nên cần tiền gấp, tôi nộp tiền viện phí và tiền thuốc cho cô ấy trước. Anh không có tiền, anh còn giả vờ mình là người có tiền, 500 vạn lúc nãy, anh xé nhanh lắm cơ mà, có mỗi 2 vạn, hết rồi thì chúng ta lại kiếm sau. Anh nói nghe nhẹ nhàng thật đấy, chúng ta đã đắc tội với tập đoàn Cường Thịnh rồi đó, Trương Khởi Thịnh, giờ thì còn ai dám thuê chúng ta làm việc nữa. Như này đi, lát tôi sẽ về tìm chị Lan, bàn bạc một chút, xem chị ấy có thể giúp chúng ta kiếm việc làm không? Bà chủ, dạo này ổn chứ? Ây, ông báo, xin ông giữ chút tự trọng, đừng tức giận như vậy chứ. Lần này tôi đến, chỉ là để bàn chuyện làm ăn. Chuyện làm ăn gì chứ? Tôi rất thích cái cửa hàng này của cô. Cô cũng biết đấy, cái cửa hàng này bình thường cũng chẳng có ai ở, nhân lúc còn sớm bán nó đi, còn kiếm được chút tiền, không bao giờ, dẹp cái suy nghĩ đó của ông đi. Bán hay không bán, là chuyện mà cô có thể quyết định được. Nếu cô nhất quyết không bán cũng được thôi,
Chỉ cần ngủ với tôi một đêm, tôi có thể xem xét lại. Mày chính là cái tên công nhân nghèo, Giang Văn Dương đó à? Mày biết tao? Không ngờ, mày lại tự mình vác xác tới đây. Lên! Đúng là chỉ trong chớp mắt, chẳng trách Hạo Ngôn lại thảm như vậy. Còn không mau xin lỗi chị Lan, tên tiểu tử như mày, mà cũng dám nói chuyện với tao à, e là mày không đủ tư cách đâu, tất cả dừng tay. Là cơn gió nào, đã đưa đội trưởng tôi tới đây vậy? Ông bảo hôm nay tới đây, có chuyện gì sao? Mọi người đều biết đó, giao tình giữa tôi và nhà họ Sở rất tốt. Đại tiểu thư nhà họ Sở khi ở cái cửa hàng này, đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nên tôi đến đây xem. Là điều đương nhiên. Ông báo hôm nay coi như nể mặt Tô Tuyết này, bảo mấy anh em rút hết đi. Giang Văn Dương, đừng có lộ liễu quá, người muốn xử mày còn nhiều lắm. Thôi bỏ đi Văn Dương, đừng có làm lớn chuyện nữa. Lẽ nào Lôi Báo với nhà họ Sở lại có giao tình? Lôi Báo chỉ muốn chiếm đoạt nhà họ Sở, chi là ông ta không có cái năng lực ấy. Ông báo, ông đi nhầm chỗ rồi, tôi nghe nói, Sở Linh Nhi về nhà rồi, nhà họ Sở. Không còn được cái tên công nhân nghèo kia, bảo vệ nữa, chẳng phải là, rất dễ dàng ra tay với Sở Linh Nhi sao? Ông báo, tên công nhân nghèo mà ông nói, hắn có bản lĩnh gì chứ, anh đừng có coi thường. Tên Văn Dương này, không biết học ở đâu, được chút công phu, chỉ trong vài giây, làm mấy tên của tôi ngã gục, không xong rồi. Tao nuôi chúng mày cho ăn cho uống để làm gì chứ? Người ngay dưới mắt mà cũng để mất. Còn đơ ra đấy làm gì? Nhanh chóng đi điều tra cho tao. Vâng đại ca. Cái gì Linh Nhi bị bắt rồi? Tiểu nha đầu không bằng lòng, kết hôn với tôi sao? Cuối cùng, cũng rơi vào tay ta thôi. Đồ biến thái, ai thèm lấy ông chứ? Chửi đi chửi thoải mái. Chờ đến khi chúng ta gạo nấu thành cơm, ây, thì cô cũng phải kết hôn với tôi thôi. Sau đó tôi sẽ giết anh trai cô. Thì cả cái tập đoàn Sở Thị sẽ thuộc về một mình Lôi Báo này. Cứu với. Linh Nhi. Anh em thực sự rất sợ. Không sao rồi, không sao rồi. Đây rốt cuộc là sao? Anh tự mình xem đi. Lôi Báo, chính là tên khốn này, đã bắt em đi. Không sao, không sao. Không ngờ đường đường là Lôi Báo tao đây. Lại có thể, bị hạ gục dưới tay của một tên công nhân nghèo. Là tên họ Giang này, đã cứu Linh Nhi. Nếu không nhờ anh Văn Dương, đến cứu em kịp lúc, thì em đã... Chuyện hôm nay phiền đến cậu rồi, việc còn lại để tôi lo. Nào, nào rót thêm rượu cho Văn Dương đi, xem ra cái tên Sở Thiên Nhất này, muốn cho mình uống đến chết đây mà. Vì để trả ơn cậu đã cứu em gái tôi mời cậu một ly. Đây đều là rượu được tôi cất giữ, cậu uống không quen à, muốn làm khó tôi sao, xem tôi có uống đến mức anh phá sản không. Tốt ấy ra. Quả nhiên là anh Văn Dương rất độ lượng. Người đâu, mang thức ăn lên. Anh như này là có ý gì? Đừng căng thẳng, thả lòng chút đi, đừng có làm ra mấy cái trò mật ngọt chết ruồi này. Không phải chỉ là không muốn, tôi và Linh Nhi ở bên nhau thôi à, anh căn bản không thể chăm sóc tốt cho cô ấy, tại sao cứ phải ngăn cản chúng tôi, nào? Nếu như tối hôm nay, cậu làm tôi gục tại đây, tôi sẽ giao em gái tôi, cho cậu. Người anh em, sau này nhà họ Sở, sẽ che chở cho cậu. Anh, rõ ràng là cái tên phế vật Lôi Báo, đã làm hỏng việc, sao anh lại tức giận với em chứ? Nhiệm vụ tao giao cho mày, là kết hôn với Trần Sở Lan,
Mày thì giỏi rồi, đi hợp tác với Lôi Báo để đấu với một tên công nhân nghèo. Mày còn nói mày không sai à? Đúng, chính là cái tên công nhân nghèo đó. Hắn nói cho Trần Sở Lan biết, là em ngoại tình, vậy em không được xử nó à? Đúng không nào, rút dây động rừng. Trong thời gian này, mày bớt phóng túng lại cho tao. Tiếp theo, biết đi đâu tìm việc làm đây? Đắc ý cái gì chứ? Đoán xem ai vừa gọi cho tôi. Trần Sở Lan, sao chị ấy lại gọi cho cậu? Chắc do tôi đẹp trai. Trần Tiểu Thư, chắc chắn là đã nhìn chúng tôi rồi. Mời tôi đi ăn cơm, tiện thể đưa anh đi theo. Thôi thôi cậu dẹp đi, suốt ngày ở đó mà nằm mơ giữa ban ngày. Vậy cậu nói xem tại sao chị Lan gọi cho tôi, mà không gọi cho cậu, chỉ gọi cho mỗi tôi. Nợ tiền à? Cậu nói xem đại tiểu thư con nhà hàng môn này, mời ăn cơm, ít nhất thì, cũng phải nhà hàng 10 sao chứ nhỉ? Ây, cậu biết điều chút đi, hai thằng mình nghèo kiếp xác. Không ngờ chân đại tiểu thư, lại thích những nơi như này, không phải có ý chê đâu, nếu như là nhà hàng sang trọng, chúng tôi còn không quen ý chứ. Hai cậu thôi đi, tôi chọn chỗ này là vì không muốn ai nhìn thấy, không muốn ai nhìn thấy, Trương Khởi Thịnh từ lần trước sau khi hai cậu nói với tôi. Anh ta ngoại tình, anh ta luôn muốn trả thù hai người, bây giờ anh ta nhằm vào tập đoàn Cường Thịnh nhà tôi. Cô muốn chúng tôi phải làm gì? Đây là 50 vạn tiền cọc. Giúp tôi lấy lại số tiền mà Trương Khởi Thịnh đã tham nhũng được ở tập đoàn Cường Thịnh, số tiền còn lại các anh lấy lại được bao nhiêu? Tôi sẽ chia cho các anh một nửa. Dương Tử, chúng ta còn không mau nghĩ cách, thì 50 vạn này sẽ bay mất đó. Cái con rùa rụt cổ Trương Khởi Thịnh này, trốn giỏi thật đấy, đã tìm nhiều ngày như vậy, mà đến cái bóng cũng không thấy đâu. Người ta là giám đốc của tập đoàn, đâu phải muốn gặp là dễ. Được rồi đó, cậu nghỉ ngơi chút đi, tôi nghĩ cách khác. Anh Văn Dương, sao anh vẫn chưa ngủ? Trần Tiểu Thư nhờ anh giúp chút chuyện, điều tra Trương Khởi Thịnh, đã nhiều ngày như vậy rồi, mà không có chút tin tức nào. Chuyện của Trần Tiểu Thư, sao anh phải quan tâm như vậy, Linh Nhi? Đằng sau tất cả sự việc trước đây, đều do một tay, Trương Khởi Thịnh chỉ đạo, anh phải làm cho hắn kết thúc tại đây. Cái này đơn giản mà, anh em có quen một đại thần hacker, em bảo anh ấy giúp anh điều tra. Ây ra tên hacker này thật lợi hại. Hơn 200 vạn, cái tên khốn Trương Khởi Thịnh này, trong mấy năm nay, không biết đã ăn được bao nhiêu tiền rồi. Thạch Đầu, tối nay đến quán ba tìm hắn ta. Dương Tử, cậu xem nơi này. Chào người đẹp, cậu xem, nơi này thật thú vị. Mấy em này, cậu có thích không? Thích thì cậu vào nhảy cùng đi. Đã đến đây, mà cậu không nhảy, thì còn gì là thú vị nữa. Anh đẹp trai, ra nhảy cùng em một bài đi. Này người đẹp, em xem anh có được không? Anh mời em một ly, anh về nhà tự xem lại mình đi. Anh sao sánh được với anh trai này, rất có sức hút. Anh trước giờ chưa từng nhảy, nhưng với anh em là ngoại lệ. Nhảy như nào vậy? Cứ nhảy theo nhạc là được, anh thực sự không biết nhảy. Tiếp nào Trương Tổng. Ây dô, Trương Tổng thật rộng lượng, miệng của bảo bối sao có thể ngọt vậy chứ. Hôn cái nào, đáng ghét. Nhảy nào. Em gái, anh có việc gấp, đi trước đây, chút tiền này em cầm lấy mà uống rượu. Vậy anh. Nếu không phải vì tên Trương Khởi Thịnh này, sao tôi có thể bỏ qua nhiều mỹ nữ như vậy chứ? May là cậu vẫn nhớ tới việc chính, em gái kia chân dài trắng nõn nà như vậy, ai nhìn mà không mê cơ chứ? Giờ em muốn như thế nào? Được, nghe anh hết. Hừ. Hắn. Trương Khởi Thịnh, cái cảm giác bị bắt gian, có dễ chịu không? Lui. Ra cái giá đi. Này, không phải là các cậu cần tiền sao? Như này đi, tôi đưa các cậu 5 vạn, chuyện hôm nay coi như chưa từng xảy ra. Tên công nhân thối kia, cậu cười cái gì? Những chứng cứ này đáng giá bao nhiêu tiền? Mày không biết tự mình đếm à? Trương Khởi Thịnh này đã cho mày mặt mũi mà mày không nhận. Đánh chết cho tao. Dương Tử, làm sao bây giờ? Tiền còn chưa lấy được mà mạng đã bỏ lại đây rồi.
Giang Văn Dương. Hôm nay mày không chết, thì tao cũng phải sống. Tao chết mày sống à? Cậy nhiều người à? Giả vờ đáng yêu à? Còn đơ ra đấy làm gì? Nhanh chóng trói chúng nó vào. Xin lỗi nhé ông chủ Trương, cái tên công nhân nghèo này đã làm ngài bất ngờ rồi. Văn Dương, mày làm cái gì vậy? Giang Văn Dương, trong vòng một tuần mày phải nôn hết ra số tiền mà mày đã tham nhũng được ở tập đoàn Cường Thịnh. Mày đừng có đổ oan cho tao. Tiền gì chứ? Tao, Trương Khởi Thịnh, tao từ trước tới giờ chưa từng tham nhũng một đồng tiền nào của tập đoàn Cường Thịnh. Mày thả tao ra. Há miệng. Mày muốn làm gì? Mày cho tao ăn cái gì đó? Giang Văn Dương, tao bảo mày há miệng, mày đừng có nhiều lời. Mày cho tao ăn cái gì đó? Không có gì. Chỉ là một viên thuốc độc thôi. Giang Văn Dương. Không có ích gì đâu. Trong vòng một tuần, mang tiền tới đổi thuốc giải. Nếu không lục phủ ngũ tạng của mày sẽ chảy máu mà chết. Giang Văn Dương. Tôi cầu xin anh đấy, tha cho tôi đi. Tôi biết sai rồi. Ngày mai à? Không, trong hôm nay. Hôm nay tôi sẽ sai người mang tiền tới cho anh, tha cho tôi đi. Tự làm tự chịu. Này, dọa tôi sợ gần chết. Huynh đệ thân thủ của cậu tốt như vậy, có thể tự bảo vệ mình, cậu cũng phải chăm sóc bảo vệ cho tôi đó nhé. Cậu thậm chí còn không phải động tay chút nào. Cậu đừng có mà già mồm như vậy chứ. Viên thuốc độc cậu cho Trương Khởi Thịnh uống, lấy đâu ra vậy? Ây, thuốc độc gì chứ? Đó là băng phiến. Cậu tệ thật đấy, không nói trước với tôi tiếng nào. Cậu ác thật, nói với cậu làm gì? Cái miệng này của cậu giữ được chuyện gì chứ? Đi ngủ đi. Mau đi tìm bác sĩ. Anh, em bị người ta hạ độc rồi. Anh mau tới cứu em, muộn chút nữa là không kịp mất. Thuốc độc cái gì? Mày ăn phải băng phiến, bị viêm dạ dày cấp tính. Tên khốn khiếp, dám chơi mình. Anh phải giúp em báo thù. Cái tên công nhân nghèo này, có Sở Gia chống đỡ, Sở Gia với chúng ta lại không đội trời chung. Mày cứ về nhà trốn vài bữa đi, việc này để anh xử lý. Cái này ngon quá. Đại tiểu thư, kho của tập đoàn bị cháy nổ, thiếu gia cũng bị thương rồi. Cô mau qua đây, chủ trì đại cục đi, anh Văn Dương. Sao thế? Kho nhà em bị cháy rồi. Đi. Đại tiểu thư, chúng ta đã bị tổn thất, số hàng khoảng 500 triệu, không còn hàng để giao. Hiện tại phải bồi thường cho tập đoàn Cường Thịnh, khoảng 3 tỷ, lẽ nào chuyện này có liên quan tới Trần Sở Lan? À... Vụ nổ nhà họ Sở, cô biết được những gì? Chỗ hàng đó, chúng tôi hợp tác với nhà họ Sở, nhưng mà hạng mục này trước giờ vẫn là Trương Khởi Cường. Phụ trách là Khởi Cường. Anh ta là anh trai của Trương Khởi Thịnh. Đây là những chứng cứ phạm tội của Trương Khởi Thịnh. Giờ hắn ta rời khỏi tập đoàn rồi, đáng nghi nhất chắc chắn là Trương Khởi Cường. Thương Tổng, như ngài thấy đó. Đây là tập đoàn Cường Khởi, sớm muộn gì cũng là của họ Trương tôi. Ngài hợp tác với tôi, xử lý nhà họ Sở, thì phần đất liền đó sẽ không thiếu phần của ngài. Trương Tổng, đây quả là một chiến lược tuyệt vời, Giang Mỗ tôi đây bái phục. Chỉ có điều, dựa vào cái gì mà tôi phải tin anh? Nghe nói Thương Tổng, vẫn luôn muốn có một đứa con trai. Tôi đây có một hiệu thuốc, rất có giá trị. Cũng coi như là của họ Trương tôi đây, để lại cho cái giấy chứng nhận đầu tư ở đây. Tôi phải đi họp trước, ngài cứ tự nhiên. Sở Gia cũng được, tập đoàn Cường Khởi cũng được, cuối cùng thì cũng đều thuộc về Thương Thiên này thôi. Dương Tử. Trương Tổng muốn mời cậu ăn cơm, Trương Khởi Cường, tiếc là không mời tôi, Trương Tổng này hào phóng thật đó, lại còn mời cậu ăn cơm,
ở nhà hàng cao cấp Thiên Tuyết Sơn, đó là nhà hàng cao cấp 10 sao đó, tôi xem rốt cuộc, hắn ta muốn làm gì? Mang cái này qua cho Linh Nhi. Ê, giao hàng phụ bếp đi cửa sau. Anh là, Đại Tráng. Cậu là ai, bạn học cấp 2 của cậu Dương Tử đây, cậu quên rồi à? Tôi còn tưởng cái tên quê mùa nào, hóa ra là cậu à Dương Tử. Tôi chỉ là thằng công nhân nghèo thôi, mấy bộ đồ hàng hiệu kia, không hợp với tôi, cậu nói như kiểu cậu đã từng mặc qua vậy. Tôi nói cậu nghe, đừng có cố gắng tạo mối quan hệ với tôi, không được vào là không được vào, ra chỗ khác đi. Cậu có ý gì vậy? Tôi đến đây để ăn cơm, có người đang đợi tôi, những người dùng bữa ở đây, đều là ông chủ lớn, người như cậu giả vờ giả vì cái gì chứ? Đại Tráng, tôi thấy chúng ta là bạn cùng lớp, có lòng tốt nên mới tới chào hỏi một tiếng, đừng ép tôi không khách khí với cậu. Cái loại mày à, mày quên là hồi nhỏ, tao xử lý mày như nào à, tên nhóc, hồi nhỏ trừ cái việc bắt nạt kẻ yếu ra, thì mày còn biết làm gì hả? Mày thèm đánh à? Là ai đang làm loạn? Trương Tổng, tên công nhân quèn, muốn xông vào, tôi không cho hắn vào, hắn liền đánh tôi một trận, Trương Tổng anh phải làm chủ cho tôi. Con chó này dám coi thường người khác. Đến khách quý của tao, mà mày cũng dám chặn lại, còn không mau cuốn gói khỏi đây. Cái gì cơ, khách quý, chẳng phải hắn ta chỉ là một tên công nhân nghèo à? Dương Tử, sao cậu không nói với tôi, là cậu đến tìm Trương Tổng chứ, tôi làm gì dám chặn cậu lại? Tôi đã nói là có người đợi tôi, cậu không tin, xìa cậu lại trách tôi, dù gì hai chúng ta cũng chơi với nhau từ nhỏ, cậu cứu tôi với, cố tạo dựng mối quan hệ với tôi cũng chẳng có ích gì đâu. Cậu nói này tôi trả lại anh, Giang tiên sinh, chúng ta vào thôi. Giang tiên sinh, tôi mời anh đến đây, là muốn giao dịch một thỏa thuận. Anh nói đi. Tôi muốn anh giao hết số tài liệu của Trương Khởi Thịnh cho tôi. 1.000 vạn này, mời anh nhận lấy. Vụ nổ nhà họ Sở, tôi còn chưa tính sổ với anh còn có mặt mũi, để ra điều kiện với tôi à, tôi không hiểu anh đang nói gì, tài liệu về Trương Khởi Thịnh, tôi không có hứng thú, anh có thể mang đi. Còn đối với anh, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Cảm ơn 1.000 vạn của anh. Tao sẽ làm cho mày sống không bằng chết. Sở tiểu thư, mấy người muốn làm gì 3 tỷ bồi thường tổn thất, đã đến lúc phải trả rồi đó. Chúng tôi đã điều tra ra, nguyên nhân của sự cố là do có người cố ý gây ra, xin cho chúng tôi thêm ít thời gian. Có người cố ý gây ra, thì liên quan gì tới chúng tôi chứ? Tôi cho các cô thời gian, thì tổn thất của tập đoàn Cường Thịnh, ai chịu trách nhiệm, tôi chịu. Cậu chịu cậu lấy cái gì để mà trả? Không ngờ đường đường là một Dương Tổng, thấy người gặp nguy thừa cơ hãm hại, nhân lúc khó khăn mà ra tay, trên hợp đồng viết rõ giấy trắng mực đen, tôi đến lấy tiền, là hợp tình hợp lý không vi phạm pháp luật. Cho tôi thời gian 2 ngày, 3 tỷ này, tôi không trả thiếu của anh một xu. Được, mày can đảm lắm. Mày chờ đấy cho tao. Sao rồi Linh Nhi, anh Văn Dương, em không thể liên lụy tới anh, bây giờ em sẽ đi gom tiền. Em chăm sóc anh trai của em đi, việc còn lại để anh lo. Cái này, là thuốc anh mới nghiên cứu ra, cho anh của em dùng càng sớm càng tốt, anh ấy sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Tin anh đi. Anh đi trước nhé. Ây! Tao không tin, là không tìm được chứng cứ phạm tội của mày. Ai đó? Ai? Trương Khởi Cường, mày xong rồi. Sở Lan, đây là những khoản tiền hoa hồng mà Trương Khởi Cường đã lấy được từ cả 6 dự án của tập đoàn. Trong mấy năm qua, cha tôi giờ đã già, bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường, mà anh em nhà Trương Thị lại nhìn tập đoàn Cường Thịnh, nhìn chằm chằm như hổ đói. Tôi cũng chỉ là phận nữ nhi yếu đuối, tôi thực sự không biết phải làm sao nữa. Đừng lo, có tôi đây. Trần Sở Lan, cô và em trai tôi có hôn ước từ trước đó. Sao cô có thể ở đây lén lút với cái tên công nhân quèn này? Này họ Trương kia, tao còn chưa tìm mày tính sổ,
mà mày đã tự mò tới cửa rồi, thời hạn 2 ngày đã đến, 3 tỷ đâu? Làm ra không biết bao nhiêu là việc xấu như vậy, mà vẫn còn mặt mũi đến đòi tiền tao à, muốn trốn nợ hả, vậy tao sẽ lấy cái mạng của mày, đánh. Mấy tên bảo vệ này, toàn xuất thân từ binh chủng đặc quân, sao có thể như vậy chứ? Đưa ra đó làm gì, đánh cho tao. Chờ chút, Trương Tổng, dừng tay lại đi, tôi quyết định. 3 tỷ này công ty không cần nữa. Cái gì? Không cần nữa. Cái con nhà đầu này, có biết số tiền này đối với tập đoàn, sẽ là tổn thất rất lớn không? Anh đừng có quên, tập đoàn Cường Thịnh này, là của nhà họ Trần chúng tôi, chứ không phải họ Trương. Với lại, hai anh em mấy người, ăn tiền của công ty, cũng ít hơn 3 tỷ đâu. Ăn tiền của công ty? Chứng cứ đâu? Đây chính là chứng cứ, tốt lắm, để tao xem, hôm nay chúng mày ra khỏi đây kiểu gì, để tao xem ai dám động vào cô ấy. Ai? Sở Tiền Sinh đang yên ổn cậu tới đây làm gì? Đến để đền tiền à? Trương Khởi Cường mấy năm qua, cậu ở tập đoàn Cường Thịnh, nhờ vào tạo tài khoản giả mạo cậu đã ăn được biết bao nhiêu tiền. Trong lòng cậu không tự đếm được à? Mày không sợ tao kiện mày tội phỉ bằng người khác à? Chứng cứ rõ ràng, mày vẫn còn già mồm hả? Chỉ dựa vào chút giấy tờ, mà tên công nhân hèn này trông được. Mấy người cũng không thèm điều tra xem, là thật hay giả à? Ý mày là gì? Tao mới thả chút mồi, mà mấy người đã cắn câu. Nhà họ Sở mấy người sai khiến, tên họ Giang này liền đến phòng tao, tìm bằng chứng để bịa đặt vu khống tao. Bây giờ tao cần 10 tỷ, nếu không mấy người đừng có mong rời khỏi đây. Mày dám gài tao? Sở Tiên Sinh, tôi cho anh một lựa chọn khác, gả Sở Linh Nhi cho tôi, cộng thêm 80% cổ phần của tập đoàn, coi như là của hồi môn của em gái anh. Ân oán giữa chúng ta, coi như là hết. Mày muốn, một phát nuốt cả hai cái tập đoàn, khẩu khí cũng không nhỏ, nếu mấy người không đồng ý. Vậy, đây chính là nghĩa địa của mấy người, tên họ Trương kia bọn họ không trị được mày, không có nghĩa là tao không trị được mày. Thạch Đầu, cậu đây là... Tên này là, tay sai của Dương Văn Giang sao? Dám tính kế với anh em của tao, Thạch gia chúng tao đây sao có thể bỏ qua cho mày được? Tên tiểu tử kia nói dối mà không biết đường, chuẩn bị trước à, cả cái kinh đô này, chỉ có một Thạch gia, là gia tộc đứng đầu trong 4 gia tộc lớn, mày là cái thá gì chứ tao là cái thả gì, người đâu? Mở to cái mắt chó của mày ra, nhìn cho rõ, hình ảnh được chụp từ vệ tinh. Chụp rất rõ ràng, vụ nổ này là do có người đứng sau mày gây ra. Cái gì? Chứng cứ rõ ràng, còn gì để cãi nữa không? Không thể nào, sao tao có thể rơi vào tay hai thằng công nhân nghèo hèn này? Mắt chó của mày chỉ biết coi thường người khác, ông nội nhà mày tao chi là, muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống, lại tạp chủng như mày. Chỉ cần một ngón tay của tao, cũng có thể nghiền nát mày. Tốt quá rồi, tập đoàn Cường Thịnh cuối cùng cũng đã được trả về tay chủ của nó. Văn Dương, cảm ơn cậu. Anh Văn Dương, vừa nãy may là nhờ có anh, chút nữa mời anh ăn một bữa thật lớn. Người anh trai ruột này còn không bằng cậu tôi đi đây. Thạch Đầu, tên tiểu tử nhà cậu che giấu giỏi thật đấy, diễn nhập tâm quá, trải nghiệm cuộc sống của công nhân nghèo, suýt chút nữa quên cả thân phận của mình. Nhưng mà không sao đâu người anh em, sau này tôi sẽ che chở cho cậu. Ông chủ, cái tên Trương Khởi Cường kia đã. Tên khốn đó, từ lâu tao đã muốn xử lý nó rồi. Đúng là ông trời cũng muốn giúp tao. Nghe nói người mà xử lý hắn ta là một tên công nhân nghèo hèn, nhà họ Trần còn cho anh ta cổ phần của tập đoàn Cường Thịnh. Người tiếp theo phải chết, chính là nó. Cô làm gì đó? Ôi, xin lỗi tôi không nhìn thấy. Rõ ràng là cô ý, mắt nào của cô nhìn thấy, là do tôi cố ý. Với lại, cô cũng chỉ, được cái mặt xinh đẹp, cả ngày chỉ biết cong mông, quyến rũ đàn ông. Không biết xấu hổ. Đứng lại. Cô vừa nói cái gì? Nói lại lần nữa xem, đâu ra tên người dựng này vậy? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Mày cũng không xem, đây là đâu? Mày xứng sao? Thích tranh chấp địa bàn đến vậy à? Cô là chó sao? Mày, ồn ào cái gì đó? Giám đốc, con nhân viên vệ sinh mới đến này, hất nước vào em, còn tìm một tên côn đồ tới. Giám đốc em sợ, bảo bối đừng sợ,
Em nói xem nên dạy dỗ hắn ta như nào? Anh xem quần áo trên người anh ta. Bẩn thỉu như vậy, thì bắt anh ta liếm sạch sẽ. Nước bẩn trên sàn, tao sẽ tha thứ cho mày. Nếu tao nói không thì sao? Mày dám nói không? Vậy tao sẽ chỉ cho mày cách khác. Quỳ xuống, lại tao ba lại, tao sẽ tha cho mày một mạng. Nếu không, mày đừng mong bước được ra khỏi cái cửa này. Có tin tao cho chúng mày cút khỏi đây, ngay lập tức không? Mày nghĩ mày là ai chứ? Lại còn dám đứng trước nhà hàng của tập đoàn Cường Thịnh. Dở thói lưu manh, gan to thật đấy, câm mồm. Trần tiểu thư, sao cô lại tới đây? Tôi đang dạy dỗ cái tên đang gây sự ở đây này. Dám hỗn láo với Giang Tổng, quỳ xuống cho tôi. Anh ấy là Giang Tổng mới nhận chức. Cái mắt chó coi thường người khác của cậu, tất cả các nhà hàng của tập đoàn Cường Thịnh, đều là của Giang Tổng, còn không mau quỳ xuống nhận tội. Xin lỗi, là do chúng tôi có mắt không tròng, coi thường người khác, tôi xin lỗi. Bắt đầu từ hôm nay, cái nhà hàng này, sẽ giao cho Lâm Như Hoa quản lý. Đừng để tao nhìn thấy chúng mày thêm lần nào nữa. Tôi có mắt không tròng, tôi cút ngay đây. Tiểu Hoa, làm bà chủ rồi, đừng có mặc cái bộ quần áo này nữa. Anh đưa em đi mua vài bộ quần áo mới. Ai đó, không có mắt à? Xin lỗi, mày biết tao là ai không? Hay là thế này, mày quỳ xuống lại tao ba lại, tao sẽ xem xét tha cho mày. Này, mày xem em gái kia, hình như có chút quen mắt đúng không? Đây không phải là cô công chúa, đứng ở Trần Duy Hưng sao? Thì ra là cô à. Sớm biết cô phải ra ngoài làm, cô nói tôi một tiếng, tôi bao cô, tôi không phải, này huynh đệ. Thế này đi, bao tiền một đêm. Tôi trả gấp đôi, nhường cô ấy cho tôi, tao khuyên mày nói chuyện sạch sẽ một chút. Lại còn cãi lại à, mày chán sống rồi đúng không? Không liên quan đến anh ấy. Không ngờ rằng, cô gái này, lại trọng tình như vậy. Mày dám đánh tao à? Mày biết lão đại của tao là ai không? Ai? Ông Hồ. Ai đang gọi tên của tao? Ông Hồ. Tôi là Tiểu Oa, Như Oa đây. Là mày à? Ông Hồ, cái tên khốn này đang làm loạn. Sao ông lại đánh tôi chứ? Quỳ xuống, tao bảo mày quỳ xuống. Đại ca của tao mà mày cũng dám đụng à? Mày muốn chết à? Anh là đại ca của ông Hồ. Đại ca tha mạng. Đại ca em biết sai rồi mà đại ca. Đưa đi, đại ca em sai rồi. Đại ca tha mạng, hu hu. Ây da Dương Tử, chuyện gì xảy ra với anh vậy? Thay đổi nhiều vậy sao? Tiểu Hoa yên tâm đi. Sau này anh nhất định sẽ không để em bị bắt nạt nữa. Dương Tử, thật may mắn khi có anh. À đúng rồi, ở đây có rất nhiều phòng. Em thoải mái chọn, nghỉ ngơi sớm đi. Alo, ông trùm ở Hồng Hồng muốn trị bệnh. A Phi, rót rượu. Không biết là hôm nay ông chủ thương tới đây, là muốn trị bệnh gì? Nghe nói y thuật của anh rất giỏi, có thể khiến người chết sống lại. Không biết là, bệnh về đường sinh sản, có thể trị được không? Bệnh về đường sinh sản cụ thể là gì? 13 tuổi tôi đã phải bôn ba ngoài xã hội. Cho đến ngày hôm nay mới ngồi lên được vị trí này. Tay tôi đã dính rất nhiều máu. Chắc là do báo ứng, nên tôi vẫn chưa có con. Ông chủ thương. Sống chết giàu nghèo đều do trời định. Nếu đã là số mệnh, e là tôi không có năng lực đó. Xin lỗi. Không thử thì sao mà biết, nào cạn một ly. Thế mà lại có độc thật, ông chủ thương tự ví mình là Tào Tháo. Vậy tôi sẽ là Hoa Đà. Cáo từ. Ông chủ, sao không ép anh ta, chữa bệnh cho ngài, mày hạ độc đúng không? Mày theo tao lâu như vậy, mà không mày không rõ, giới hạn của đối phương như nào à, sao có thể làm bừa như vậy chứ? Hội nghị thương nhân bí mật, sẽ sớm được tổ chức tại Giang Dương, khắp nơi trên thế giới, sẽ cùng tụ lại với nhau, tiến hành giao lưu hợp tác. Nếu như nhà em có thể đi, thì tốt biết mấy, chắc chắn có thể, có được những hạng mục lớn, thực lực của Sở gia. Mà còn chưa đủ tư cách à? Từ sau khi xảy ra vụ nổ, Sở gia tổn thất rất lớn, không còn ổn định như ban đầu,
Không sao, anh khác có cách. Nghe nói, sau khi nhà họ Sở xảy ra vụ nổ đó, đã sắp không xong rồi, làm gì còn đủ tư cách đến tham gia hội nghị nữa chứ? Yếu trâu còn hơn khỏe bò, dù gì đi nữa trước kia nhà họ Sở cũng giàu nhất cái Dương Giang này. Linh Nhi, không sao đâu, có anh đây rồi. Cẩn thận. Họ Giang kia, bỏ tao ra. Trương Khởi Thịnh, sao anh lại muốn hãm hại tôi? Họ Trương kia, mày lại thèm đánh rồi đúng không? Chúng mày hại anh trai tao thảm như vậy rồi, vẫn còn mặt mũi hỏi tại sao à? Do anh trai của mày xứng đáng với sự trừng phạt đó. Bảo vệ, ném hắn ta ra ngoài. Anh ta chỉ là một công nhân nghèo không có tư cách để tham gia đại hội, mọi người đừng để bị anh ta lừa. Vị tiên sinh này, xin ngài hãy cho tôi xem thiệp mời. Nói đi, mấy người trà trộn vào đây bằng cách nào? Chúng tôi quang minh chính đại, đi cửa VIP để vào đó, nói dối không chớp mắt. Cửa VIP là chuẩn bị cho tổng thư ký của Tây Quốc đó. Mấy người xứng sao? Anh, lôi bọn họ ra ngoài cho tôi. Ây, mấy người đang làm gì vậy? Quản lý Ngô, tôi đang đuổi mấy vị khách mà không có thiệp mời ra ngoài. Có mắt như mù, cậu có biết họ là ai không? Anh ta chỉ là một tên công nhân quèn, dựa vào việc biết chút công phu, ở đây giở trò lưu manh. Giở trò lưu manh là cậu mới đúng. Dám hành hung tại hội nghị lớn như vậy, chán sống rồi à? Lôi nó ra ngoài. Đi thôi, đi, Giang Văn Dương, tao có làm ma cũng không tha cho mày. Giang tiên sinh nguôi giận, tôi sẽ xử lý ngay. Không sao, anh ấy chỉ làm đúng công việc của mình, không cần phải tính toán. Đa tạ quý nhân lượng thứ. Người này, xuất thân chắc chắn là không tầm thường, đến quản lý Ngô mà cũng phải cung kính với anh ta như vậy. Tôi nghe nói, công việc phục vụ của quản lý Ngô cũng có khối tài sản hơn 100 tỷ đồng đó. Ây, tôi đã hẹn người để bàn chuyện làm ăn, giao Linh Nhi cho cậu đó. Tuyệt quá, không ngờ thân thủ của Giang tiên sinh lại tốt như vậy, nếu không thì cô nương xinh đẹp này đã mất mạng rồi. Hình như ông chủ thương rất mong điều này xảy ra thì phải, ăn có thể ăn bừa, nhưng nói thì không thể nói bừa đâu. Có điều tôi cảm thấy rất lạ, sao cậu có thể trà trộn vào đây chứ? Ông chủ thương, Giang tiên sinh và nhà họ Sở được đi vào bằng cửa VIP đấy ạ. Ông là cái thá gì, dám ở đây mà nói chuyện? Hội trưởng của hội nghị là anh em kết nghĩa của tao, sao tao chưa nghe qua? Có khách quý họ Giang nào? Ông chủ thương là một doanh nhân giàu có nổi tiếng ở Hồng Kông, lại còn là anh em của hội trưởng. Phát này quản lý Ngô gặp họa rồi. Nói như vậy, có nghĩa là hội trưởng không quen ai, là họ Giang cả. Nói không chừng, hắn ta và Sở ra, đúng thật là trà trộn vào đây. Ông chủ thương, đây chắc chắn là một nhân tài ẩn giật. Tôi khuyên ngài, xem xét cho kỹ kẻo sau lại hối hận. Ông là cái thả gì? Ông đang dạy tôi đấy à? Đuổi hết mấy con người nhàn rỗi này ra ngoài cho tao. Vâng. Biết à, còn không mau ra tay. Quản lý Ngô, ông đi trước đi, chỗ này giao cho tôi. Hai đạo hắc bạch ở Hồng Kông, còn phải nể mặt tao? Một cái Giang Dương nhỏ bé này mà cũng dám đối đầu với tao à? Chỗ chúng tôi đây không cần nhìn mặt mũi, mà chỉ nhìn thực lực. Tên tiểu tử nhà mày nói tao không có thực lực. Cả cái Nam Sa này, không ai là không biết, Giang Thiên tao đây, có tin là chỉ bằng một câu nói của tao, mày liền biến mất không? Khẩu khí cũng không nhỏ. Để tao xem, mày còn cơ hội để nói nữa hay không? Sức đánh người còn không có, vậy mà còn dám nói. Bao năm nay bôn ba ngoài xã hội, tôi xem ai dám ở đây làm càn. Dừng tay lại cho tôi, mấy cái tên nghèo nàn này đã trà trộn vào hội nghị, tôi đang giúp anh dọn dẹp. Thương huynh, rốt cuộc đây là tình huống gì? Là do cái tên công nhân nghèo này dựa vào mình biết được, chút công phu mèo cao đưa nhà họ Sở trà trộn vào đây bằng cửa VIP để phá đám. Ông ngậm máu phun người, đổi trắng thành đen. Giang Thiên tôi đây không có gì ngoài tiền đen cũng có thể đổi thành trắng, sao lại không có ai đuổi bọn họ đi vậy? Bảo vệ đâu? Nực cười, bọn họ còn tự nói rằng được đi vào bằng cửa VIP, người của anh đều bị chúng lừa rồi. Cửa VIP cái gì chứ, cái bộ dạng này của cậu lẽ nào là khách quý của tổng thư ký? Anh Văn Dương, chúng ta yên tâm đi Linh Nhi, có anh đây. Sao thế, không diễn tiếp được à? Thạch công tử, ngài đến rồi à? Tôi đang xử lý mấy tên trà trộn vào đại hội, thất lễ rồi, ông nói anh ta.
đúng vậy, ngài thật có mắt nhìn. Không. Anh ta là anh em của tôi. Tôi thấy cái chức hội trưởng này của ông, giữ không nổi rồi. Alo, cái chức hội trưởng của tên họ Lý kia, đổi người khác cho tôi. Ây, tôi quỳ ngài tôi lại ngài, ngài tha cho tôi, lật mặt nhanh thật đấy, chẳng phải vừa nãy, còn coi thường người khác à? Coi thường người khác là hắn ta, tôi cũng chỉ là nghe lời, bịa đặt linh tinh của hắn, nên mới không nhận ra ngài, không nhận ra khách quý là ngài, hội trưởng Lý, đừng có ăn nói linh tinh. Tôi coi anh là huynh đệ, thế mà anh lại, đâm sau lưng tôi, huynh đệ tốt, anh hại tôi thảm rồi, mau cúi đầu nhận lỗi, với Giang tiên sinh, nếu không, tôi sẽ phong sát anh ở cả cái hội nghị này. Phong sát ư, vậy hôm nay ông chủ thương, mới lấy được, cái hạng mục mấy chục tỷ, chẳng phải là vô ích sao, đáng đời ai bảo ông ta, đắc tội với anh em của Thạch công tử, ngoan ngoãn nhận sai, tôi còn xem xét tha cho ông một mạng. Thạch gia cũng chỉ là, người giàu nhất kinh đô. Còn Giang Thiên tôi đây ít nhất cũng có, một thời là anh hùng. Bắt tôi quỳ cậu có nhận nổi không? Khoa review, kể cả có là họ Thạch, cũng đâu phải khách quý gì đâu, dựa vào đâu mà được đi cửa VIP. Dựa vào cái này, cái gì vậy, đừng có lừa bịp tôi, đây là một loại thuốc, do tôi nghiên cứu ra, có thể nối gân nối xương, trị được tất cả các vết thương ngoài. Những người lính đang chinh chiến tại Tây Quốc, thương vong nghiêm trọng, là Tổng Bí Thư đích thân đến tìm tôi, nghiên cứu loại thuốc này đó. Ông nói xem tôi có đủ tư cách để làm khách của ông ta chưa? Nếu cậu giỏi như vậy, tại sao đến bệnh của tôi còn không chữa được? Sau lưng ông đã làm biết bao nhiêu chuyện thất đức, trong lòng ông biết rõ, bệnh này của ông là do quả báo. Ông chủ thương này không sinh được con, nghe đâu tìm người chữa bệnh, nhưng bị từ chối, chắc chắn là đã tìm Giang Văn Dương này. Đúng vậy, Giang Thiên này, đến đây, để tìm rắc rối à? Hội trưởng Lý, xem ra người anh em kết nghĩa này của ông là do ông cho hắn ta thiệp mời của hội nghị. Thạch công tử tôi cũng chỉ là do bị hắn ta làm cho mê muội, nể tình ông đã cúi đầu nhận sai, tôi chỉ cho ông một cách xử lý cái tên họ Thương này cho tôi, sau đó phải phục vụ người anh em của tôi và người nhà họ Sở cho thật tốt, tôi sẽ tha cho ông. Hạ lệnh xuống dưới chấm dứt tất cả các hợp đồng có liên quan tới Thương Thiên. Cũng chỉ là cái hợp đồng mấy chục tỷ mà thôi, tôi cũng không bị thiệt đồng nào. Vậy sao, vậy cái này thì sao? Anh không thể sao, mấy người sao có thể? Ông chủ, không xong rồi, cổ đông của tập đoàn chúng ta đột nhiên bắt đầu bán hết cổ phiếu, tất cả đều bị một người họ Giang mua với giá rất thấp. Mấy người? Hiện tại tôi chính là chủ tịch của tập đoàn, lệnh cho mấy người nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ cái đống lộn xộn này cho tôi, đừng để tôi phải cực khổ, mới mua lại được công ty, mà lại chẳng có giá trị gì. Họ Giang kia thù này không báo, tao không làm người. Anh, thì ra là anh, đã giúp anh Văn Dương bàn chuyện làm ăn. Người mà em nhìn chúng, đương nhiên là anh phải giúp rồi. May là nhờ có anh, mới có thể cho lão hồ ly Thương Giang này một bài học nhớ đời, chuyện kinh doanh đã bàn bạc xong hết rồi đúng không? Đi thôi, đi uống rượu. Tao đã trải đời nhiều như vậy, mà vẫn có người dám trà trộn vào công ty. Ông chủ, người có súng mới là người có tiếng nói. Giờ tôi sẽ đi xử hắn ta, mày bị điên à? Mày tưởng đây vẫn là Đông Nam Á à? Tiền có thể thua, nhưng mặt mũi thì không. Mày đi tìm người, mua lại hết số cổ phiếu của chúng ta, cái gì? Ông muốn bỏ tập đoàn Thương Thị sao? Ông chủ, nghĩ lại cho kỹ đi. Không sao, chúng ta vẫn còn tam giác vàng. Hãy để cho chúng tiêu tiền, mua một thứ vô giá trị. Giang Thị. Sau đó tao sẽ dùng số tiền vốn này, lấy lại tập đoàn Cường Thịnh. Về tay tao, anh Văn Dương, sao anh vẫn ở đây? Công ty xảy ra chuyện rồi. Đừng gấp Linh Nhi, hắn ta có bức tường cao, thì anh có thang để vượt tường. Anh có cách gì? Giang Thiên này đã muốn đấu tới cùng, chắc chắn là muốn nhằm vào anh, chúng ta sẽ làm như này. Ây da! Anh Văn Dương, anh giỏi thật đấy. Còn tiếp. Không còn mảnh đất nào, thích hợp để làm chỗ thư giãn đầu óc nữa à, mày đã lấy mất Thương Thị của tao. Tao sẽ lấy lại Sở gia của chúng mày, cùng với tập đoàn Cường Thịnh, không phải là hợp tình hợp lý à, mấy người. Nếu như tôi không bán thì sao? Không bán. Vậy thì đừng trách tao, ép mua lại hết cổ phần, từ tay các cổ đông khác, ức hiếp người quá.
muốn thiên hạ thái bình, trừ khi giết tao đi. Linh Nhi, đưa hợp đồng cho anh. Hợp đồng đây, xem ông có dám ký hay không, sao tao không dám. Giang Thiên đây từ khi 13 tuổi, đã tới Nam Dương buôn bán, nên tiểu tử nhà mày vẫn còn ở nhà uống sữa, có gì mà tao không dám chứ. Ông chủ thương, ông không muốn xem kỹ lại lần nữa sao? Sao vậy, không nỡ à? Muộn rồi. Ây, con mẹ nó, mày lừa tao, sao giá lại đắt gấp ba vậy? Sáng nay, Kinh Đô Thạch Gia muốn đầu tư cho tập đoàn Cường Thịnh chúng tôi, 10 tỷ, tôi cũng không còn cách nào khác. Sao vậy, ông chủ thương lẽ nào, không mua nổi sao? Dám chơi đều ông chủ tao, tao thấy chúng mày chán sống rồi. Tao vừa nói rồi đó. Muốn thiên hạ thái bình, trừ khi giết được tao. Điểm yếu của Giang Văn Dương chính là mấy người phụ nữ kia đi bắt chân Sở Lan và Sở Linh Nhi lại cho tao, ông chủ. Nếu làm như vậy thì chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của cả cái Giang Dương này rồi. Nếu thất bại, chúng ta có thể về Tam Giác Vàng. Nhưng tên khốn Giang Văn Dương kia, tao muốn nó phải chết. Vâng. Cường Thịnh, Sở Thị đều là của tao. Không xong rồi, không xong rồi, Lan Nhi bị bắt rồi. Bác Trân, Giang Văn Dương, vị này là cha của Trân Sở Lan. Bác nói, Trân Sở Lan bị bắt cóc rồi. Đúng vậy, bị bắt đi còn có một người nữa, còn có em gái tôi. Linh Nhi và Sở Lan đều bị bắt cóc rồi. Xem ra lần này bọn bắt cóc chắc chắn là đang nhằm vào tôi. Khoa Review, Chủ tịch Trân, con gái ông đang trong tay tôi. Nếu không muốn cô ta bị chút tổn thương nào, thì hãy viết một hợp đồng chuyển nhượng lại cổ phần, ký sẵn họ tên vào đó. Sai Giang Văn Dương mang tới đây cho tao. Là tên giả khốn kiếp Giang Thiên kia, Giang Văn Dương, tôi đã sai người khóa được vị trí của chúng, tiếp theo giao cho cậu đó. Thạch Đầu, chúng ta đi thôi. Dám bắt người trên địa bàn của tao, chuyện này tao không quản không được. Tô Tuyết, cô mang theo cái này, nhất định phải cứu được con gái tôi. Dám làm xấu mặt tao, ở hội nghị hôm đó, chúng mày chán sống rồi đúng không? Nhìn tao làm gì, Giang Thiên tao đây, là thấu tình đạt lý nhất đó. Chờ đến khi tên họ Giang kia qua đây, tao sẽ cho chúng mày cơ hội để nói lời trăng trối. Lão giả biến thái, thả bọn tao ra, nếu không, chờ đến khi anh Văn Dương của tao tới, tao sẽ cho mày đẹp mặt. Một tên công nhân nghèo hèn, thì làm gì được tao? Tiếng của Linh Nhi ở bên kia, nhanh. Chúng mày xinh đẹp như thế này, sao lại cử thích trèo lên giường của tên công nhân nghèo hèn đó? Cút đi đồ biến thái. A, à, đừng chạm vào tôi, tên công nhân nghèo đó, so với người khác thì có gì hơn chứ, hả? Ha ha ha, ây, cút ra. Dừng tay. Ây, anh Văn Dương cứu chúng em với, cuối cùng mày cũng tới. Hôm nay, sẽ cho em gái của mày thấy, tao giết mày như thế nào. Ây, chờ chút ông chủ thương. Tôi có một món quà lớn dành cho ông. Quà gì, hả? Giấy nhượng bộ lại cổ phần của tập đoàn Cường Thịnh, trị giá 50 tỷ. Ây, không được, anh không thể giao cả tập đoàn Cường Thịnh cho cái tên khốn nạn này. Được, mày dám mắng tao à? Chờ tao lấy được toàn bộ cổ phần của tập đoàn Cường Thịnh, tao sẽ cho mấy nhà họ chân chúng mày phải cút hết. Thứ muốn lấy đã lấy được rồi, người cũng nên thả rồi đó. Chúng mày thật ngây thơ, bây giờ tiền và người đều nằm trong tay tao, thả hay không còn phải xem tâm trạng của tao, cho mày mặt mũi mà mày không cần. Ông chủ. Anh Văn Dương. Dương Tử, ây da, cảm động quá đi, Sở đại tiểu thư, cô đã làm liên lụy tới người yêu của cô rồi. Đừng manh động, hắn có súng. Dám qua đây, tao sẽ chôn hai con nhỏ này cùng với Giang Văn Dương. Dương Tử, cậu xem cậu, chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Muốn chết càng nhanh càng tốt sao? Linh Nhi và Sở Lan vẫn bị bắt thì mình vẫn sẽ bị họ cản trở, phải làm cho bọn chúng lơ là cảnh giác mới được. Thương Thiên, anh ấy đã thỏa thuận chuyển nhượng vốn cổ phần cho ông rồi, có phải là nên thả người ra rồi? Ây da, không ngờ rằng Trân tiểu thư lại đáng giá như vậy, lúc đầu không? Thật là đáng tiếc.
nhưng mà 50 tỷ đã vào tay tao rồi. A Phi, thả cô ta ra. Giang Văn Dương, tỉnh dậy đi, còn không mau cút. Thả cô ấy ra, tôi thay thế cô ấy. Thạch gia chúng tôi, tiền còn nhiều hơn nhà họ Sở, rất nhiều, được, nhưng tao cảnh cáo mày, dám không trung thực, tao sẽ giết mày. Này này, nhẹ tay chút, tôi không biết võ công. A Phi, thả cô ta ra. Anh Văn Dương, ha 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 ha, cá hôm nay con nào cũng béo, thu hoạch cũng được kha khá. Mọi người trốn đi. Tao đã điều tra rõ ràng tình hình của mày, mày chỉ là một tên công nhân nghèo, chỉ biết dựa vào mấy con đàn bà có tiền kia. Giang Thiên, tao đây, dựa vào cái gì mà tao lại thua mày? Dựa vào việc tao đi theo con đường chân chính. Con đường chân chính, có tiền chính là con đường chân chính. Chờ đến khi tao gia nhập vào những gia tộc giàu có, mày làm gì được tao? Bung Mê không biết tỉnh ngộ, trẻ con nó còn biết, không phải là đồ của mình thì không nên lấy. Tao nói cho mày biết, tao cũng chỉ là được sinh ra ở một làng trài nhỏ, đến hôm nay có được địa vị như vậy, có cái gì là tao không tự mình cướp đoạt được? Cướp đoạt, mày là tên cặn bã tham lam, đuổi giết tới cùng, cướp đoạt những thứ không phải của mình, cũng giống như rượu độc giải khát, sớm muộn cũng gặp quả báo. 50 tỷ này sẽ thuộc về chủ của nó. Tao sẽ giết mày. Đạn tao còn bắt được, mày lấy cái gì mà đòi đấu với tao? Không thể nào. Chỉ cần có tiền là có tất cả, 50 tỷ này đều là của tao. Tiền của tao, tiền của tao. Tao nhiều tiền nhất. Chúng mày đều phải nghe theo tao. Ha ha ha, 50 tỷ. 50 tỷ của tao, ha ha. Ha 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 ha. Giang Văn Dương, cảm ơn anh lại cứu em lần nữa. Đây là tất cả cổ phần của tập đoàn Cường Thịnh, em và cha đã quyết định cho anh phụ trách toàn bộ tập đoàn Cường Thịnh. Giang Văn Dương, thân thủ của anh tốt như vậy, hay là đến chỗ của tôi làm đội trưởng đội bảo an đi. Anh Văn Dương, em đã bàn bạc với anh em xong rồi, anh nhất định phải đến Sở Thị làm chủ tịch. Dương Tử, đừng có ngốc như vậy, trẻ con mới phải lựa chọn. Tôi và Thạch Đầu đã quyết định rồi. Hả, chúng tôi sẽ ra ngoài phiêu bạt giang hồ ngắm nhìn thế giới. Ây, chúng ta, có duyên lại gặp. Không phải chứ cậu. Anh Văn Dương, mau đi theo em, anh còn chưa được xem. Em mua cho anh một hòn đảo nhỏ, du thuyền sang trọng của tôi. Tối nay còn chuẩn bị cho anh một bữa tiệc chào mừng, anh nhất định phải đến. Tôi đã chuẩn bị một bàn tiệc giữa trời biển cho anh hóng gió. Chúng ta về nhà trước đã. Anh Văn Dương, em muốn ăn cái đó, anh gấp cho em với. Cái này hả? Em cũng muốn, anh nỡ lòng nào không gấp cho em. Ai cũng đều có phần, tôi cũng muốn. Này, Dương Tử của tôi đâu? Cậu ra chỗ khác chơi, cậu không có phần. Nào nào nào, ây ra. Vậy tôi kính mọi người một ly cạn ly. Bộ phim đến đây là hết rồi, theo dõi Khoa Review để xem những bộ phim tiếp theo nhé.